Xin chào tất cả các bác nhé. Quay trở lại với bếp từ. Ở video này thì em lên cho các bác một chiếc bếp từ của hãng National, hay còn gọi là Nationa. Chiếc này thì được trang bị một lò nướng này, hai vùng từ nấu, thì một vùng của nó là 3 kg và một vùng là 2,5 kg, một hồng ngoại và một bảng điều khiển có màn hình LED nhá. Trước này thì ốp góc đầy đủ này, ốp trước đầy đủ, lưới chắn đầy đủ nhá, thành vách này. Và với những chiếc bếp này thì bên em đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, từ bo mạch cho đến tất cả các thứ là dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Đấy, và các bác chỉ sẵn lắp và sử dụng thôi. Điện tiêu chuẩn của nó thì sử dụng là điện 200V. Còn với những chiếc này thì các bác vẫn thể cắm 220 vẫn thoải mái luôn, vẫn nó không kén điện nhá. Chiếc này thì được trang bị 13 phím cảm ứng. Đấy, hay còn một cái tên gọi khác của nó nữa là Nationa 13 phím. Rất là đẹp nhá. Rất là đẹp, long lanh luôn đấy. Và bây giờ thì em sẽ test cho các bác nhá, các cái chức năng, các cái nút phím của bếp nhá. Với chiếc bếp này thì em sẽ tặng kèm các bác một chiếc ổ cắm luôn, đi kèm theo bếp luôn là một chiếc ổ cắm nhá. Bắt đầu khi chúng ta khởi động thì chúng ta sẽ bấm bật nút này. Đấy, thì màn hình LED hiển thị này. Bây giờ ta sẽ test luôn cái chức năng hồng ngoại của bếp đi. Và đều hẹn giờ được nhá. Đấy, các bếp đều hẹn giờ được hết nhá. Hồng ngoại đã lên rồi nhá. Hồng ngoại này chúng ta có thể dùng để hầm, ninh, hoặc dùng những cái nồi đất hoặc nồi nhôm đều được nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đến cái các cái chức năng của cái bếp. Sẽ quay gần lại một chút nhá. Đây, quay gần lại một chút để các bác xem các cái chức năng của bếp nhá. Mặt kính của này thì siêu đẹp, không một vết xước. Đấy. Ở đây thì nó có chế độ thứ nhất là nấu nước này, nấu cơm này, đun nước sôi nấu cơm này. Đấy. Rồi hẹn giờ tắt nhá. Đây, nút tắt này. Còn bình thường chúng ta nấu thì đây là có chế độ chiên xào rán ở đây này. Đây chế độ chiên xào rán nhá. Thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ 180 độ đến hơn 200 độ. Đấy. Tắt này. Ở đây nút chúng ta nấu thông thường thì chúng ta sẽ bấm nút có chấm đen này. Chúng ta nấu nút thông thường. Sau đó chúng ta đặt nồi lên. Và khi mà đèn hết nhấp nháy nó bắt đầu nó nhận nồi thì, và cái nút báo không có nồi, cảnh báo không nồi ở đỏ ở đây nó sẽ tắt, thì là chúng ta sẽ dùng nhé. Tất cả các nút phím là cảm ứng rất là nhạy nhá. Bên em đã test các chức năng hết rồi. Đun dòng này thì rất là nhanh. Bếp từ thì nó sẽ nhanh và nó sẽ không nóng như ga và tiết kiệm, chắc chắn là tiết kiệm hơn ga rất là nhiều. Bác nào mà đang về nhà mới thì nắp một con này thì quá là đẹp luôn. Hoặc là bác nào đang cần nâng đời từ bếp ga lên bếp từ, hoặc là từ bếp từ cũ rồi đang sử dụng nó kém rồi, chúng ta nâng cấp lên một con nó cao cấp hơn chút, thì có thể tham khảo mẫu này nhé. Mẫu Nationa 13 phím. Đấy, thì con này là một cái vùng từ của nó là 3 kg và một vùng từ là 2,5 kg. Rất là đẹp. Đấy, sôi rất là nhanh luôn. Đập cái sôi ngay. Đấy, mặt kính cực đẹp nhá. Đây cái bụi bẩn này, chứ còn mặt kính bao các bác là không có vết xước gì luôn. Bao các bác là không một vết xước nhá. Đây là hẹn giờ. Đấy, các chức năng đều hoạt động bình thường các bác nhá. Ok, chuyển sang bên này. Có lưu ý khi nồi nó nóng thì chúng ta không được kéo lê nhá, không được kéo lê trên mặt bếp nhá, để tránh cái tình trạng là nó bị xước. Khi có nhiệt cao thì bắt đầu nó bị xước rồi thôi. Còn lại kính này nó là kính chống xước rồi. Lúc mà bếp này nó nguội nhá, mặt bếp này nguội, các bác lấy búa giác sắt các bác đánh thoải mái giúp em. Búa sắt hay gọi là cái bùi nhùi đấy, các bác đánh thoải mái, vết bẩn các bác đánh nhẹ nhàng thoải mái, không xước được nhá. Đấy, tiến nồi đầy đủ hết này, hẹn giờ này. Tắt hẹn giờ này. Tắt hẹn giờ đây. Đấy. Hoạt động bình thường hết các bác nhá. Nói chung là về vùng từ này nó ok rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái vùng nướng nhá. Vùng nướng thì ở đây nó sẽ có các cái nốt chúng ta chọn chức năng. Nó có 3 chế độ nướng này. Đấy. Ở đây nó có nướng hai mặt nhá. Nó có nướng hai mặt rồi nướng
Ở đây nó có 3 chức năng này. Đấy. Và đây chúng ta bấm start. Đấy, thì nó sẽ hiển thị cái thời gian nướng của bếp nhé. Và ở bên này nữa thì nó có nút nhấn giữ 3 giây để khóa trẻ em nhé. Đây là các nút khóa này. Để nhấn giữ nó sẽ khóa trẻ em. Đấy. Thì về các chức năng của bếp là hoạt động rất là hoàn hảo rồi. Thì chiếc này hiện tại bên em đang bán cho bác với giá là 6 triệu nhé. Tặng kèm một ổ cắm 6 triệu tặng kèm một ổ cắm 3 chân đi theo bếp luôn. Đấy, và giá này thì các bác chuyển khoản 100% bên em bao ship toàn quốc nhé. Một chiếc Natena 13 phím cảm ứng đẹp long lanh nhé. Đã vệ sinh từng chi tiết nhỏ hết rồi. Đã vệ sinh và những chỗ nào mà nó xước sơn, tức là bên em đã spa lại hết cho các bác rồi. Rất là đẹp rồi. Đấy, thì đây quay chi tiết qua này. Đây các bác xem này. Những cái nắp hơi bên trên chứ này. Đây. Đã vệ sinh sạch sẽ mới tinh hết rồi nha. Mới tinh rồi nha. Quạt tiếp rồi, bo mạch bên em vệ sinh hết nhé. Đã cho vệ sinh bên em vệ sinh hết, từ những cái bo mạch cho đến tất cả những chi tiết nhỏ là bên em vệ sinh sạch sẽ luôn. À, thì các bác nào ưng chiếc bếp Natena 13 phím này thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại và Zalo bên em là 0862 594 684 để đặt hàng nhé. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Nên xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.